Thì về hiện tại thì mình thấy mọi người đang ủng hộ cái series này rất là nhiều, nên mình rất là cảm ơn tất cả mọi người luôn. Nhưng mình vẫn cần nhất là các bạn xem video của mình á, mà cho mình xin một like thôi. Một đăng ký kênh nữa thì càng tốt. Ở tập trước á, thì mình với Bích Sắc và lại là Kisa có lạc vào trong và Bách Rum á, nên là cũng khá là nguy hiểm. Bọn mình phải gọi là chạy ra khỏi khu vực đó, nên nó cũng gọi là hơi bị căng thẳng đấy. Cái gì đây, cái gì đây? Và mình cảm thấy là trong đồ bathroom đó thì có rất là nhiều con rất là mới lạ luôn, mà mình cũng chưa từng thấy nữa. Có lẽ các bạn cũng biết mà đúng không? Và hình như là có vài con nó từ trong bathroom chui ra thì phải, mấy con này nè. Lúc đầu thì mình cứ tưởng là nó chui từ đâu ra, nhưng mà nó chui từ cái lỗ hổng không gian hay sao ấy. Đây, mình cho mọi người xem nhá. Ủa cái gì vậy? À, ui. Từ từ mọi người. Rồi xong rồi, xong mọi người rồi. Các bạn có thấy dưới nước có con gì không? Vãi chưởng thiệt. Cái gì đấy trời? Trời ơi. Con gì đây? Thủy quái mọi người ơi. Đây. Ở dưới nhà mình có một cái con demon gì nữa kìa. Thôi mình nghĩ là chúng ta nên ui. Ok, mình đi xuống nước an toàn hơn. Xuống nước không sao. Trời ơi, không biết bơi thì thôi đi. Cái ông nội này, ổng cứ chịu hồ ra xong đánh mình như đúng rồi luôn á. Ây da. Đâu rồi? Thiệt cái tình này chứ. Mọi người thì đang trên nhà hết trơn rồi. Thôi kệ con nó đi, kệ không quan tâm mọi người à. Đâu ơi. Kuro đang bị con này rượt nên Kuro quên bật mic luôn rồi. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta đi làm gì chứ nhỉ? Hello. Hello. Đi thôi mọi người ơi. Hôm nay chúng ta đi càng sớm càng tốt. Giờ đang vẫn còn sáng á. Mình nghĩ là chúng ta đi ra ngoài đi. Ok. Đi thôi. Đi giải trí một xíu đi. Chúng ta nên đi giải trí một chút xíu đi. Chúng ta nên đi khám phá gì hả? Hợp lý luôn. Mà Kuro với Kisa ơi. Ừ? Mình coi trên kênh của mình ấy, mình thấy mọi người có bảo qua là để giúp cho mình không bị stress hoặc là não của mình bị giảm ấy, thì chúng ta nên tìm 8 loại hoa khác nhau để mà có thể tạo ra một cái vòng hoa và đeo lên đầu. Thì mọi người nghĩ cái chuyện này có thể xảy ra không? 8 loại hoa khác nhau hả? Ừ. 8 loại hoa khác nhau khi tao tìm được. À. Đây nè. Kuro có đọc bình luận nó được á. Đây nè, cũng có loại hoa nè. 8 loại hoa khác nhau nè. Ơi, chúng mình nhiều hoa lắm luôn á. Vậy thì bây giờ mình thử đi tìm 8 loại hoa khác nhau nhá. Cũng tìm được 4 loại nè. Mình tìm được 4 loại. 5 loại nè. Ủa? Kuro đủ rồi nè. Có một cái kim tự tháp nhỏ nhỏ này. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7. Bụi hoa 7. Có tính là bông hoa không nhỉ? Ủa? Mới có 7 hay sao vậy? Ở trong này bỏ hoa. Ôi! Một cái nhà bỏ hoa này Khanh ơi. Đâu, để tôi quay lại. My God. Ê, cái gì đánh tôi đi. Tội quá, tôi chả thấy gì cả. Bánh kem sinh nhật. Cái đèn pin này soi được nha, các bạn thấy soi không? Soi được. Soi được mà. Ê, cái gì quýnh đây? Ê, ôi, coi cái giường nè. Con gì dưới biển quá? À. Con dưới biển đúng không? Đây có cái đèn. Trong đây có cái cuốn sách gì nè em? Không. Lai quay gì đó. Nhìn lạ lắm. Ủa cái tầng hầm đó nè. Cái tầng hầm này nhiều room phết. Mọi người đâu rồi? Ngồi chơi bản đồ á. Ừ dạ. Mà đóng lại. Ở đây có bạn anh Chan anh ơi. Uầy. Bạn anh Chan. Ê mình đem về nhà luôn đi. Nhưng đầy kho rồi, kho đồ ở đây rồi. Để bỏ bớt đi.
Rồi anh lấy rồi đó. Ok ok, lấy sách về luôn, lấy sách về luôn. Hay hết. Mọi người tìm thấy một ngôi làng á. Một căn nhà bốn hoang. Căn nhà bốn hoang này cho các bạn chen luôn mà. Hay quá. Ơ. Đây. Sợ quá, sợ quá. Tạm thời là căn nhà sẽ an toàn. Mình có con gì khổng lồ ngoài kia kìa. Ê, mình cấm nút cho nó sáng đi, không tối là sẽ bị xe bị á. Hãy cho tôi xin một ngọn đuốc nhá. Ok luôn. Ủa, tôi mới đập đâu mất rồi. Ê mọi người ơi. Hả? Có con gì nó đang đào hầm nè. Ôi ơi. Có đâu mà. Đây nè. Gì vậy? Con nó trong đất rung mà. Thôi tạm thời mình ở trong này đi, an toàn trong này được rồi. Đây chỉ là một cái túp lều nhỏ nhỏ thôi á. Đúng rồi. Một căn nhà nhỏ nhỏ nhưng mà bỏ hoang. Ê, có con gì vô nhà mình, mọi người. Con đó mà anh cũng sợ sao? Thôi anh ấy lo luôn. Cái gì vậy? Ơ. 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 Tiếng không vào Noel. Có tiếng chuông. Ơi. Tôi còn phải giữ bình tĩnh thôi. Hello. Có ai bên ngoài không nhỉ? Ủa. Đó là thật. Có cái lỗ. Có ai mang cái lửa chạy theo không? Không. Trời ơi, xuống não quá rồi. Xuống não. Mẹo giác rồi anh ơi. Bây giờ mình có thể tận dụng cái gì trong nhà này tạo ra một cái lửa chạy không ta? Có. Nung than gỗ ra. Nhưng mà không có để. Đúng rồi. Nhưng mà không có gỗ. Đây có. Nung than gỗ đi mọi người. Nhưng mà không có khối gỗ, toàn ván. Đây khối gỗ nè. Vô đi mọi người, có lửa chạy nào mọi người. Kuro nghĩ là trong đây nó không cần phải chế tạo than gỗ đâu. Than thường cũng được nữa. Ôi. Chỉ là than là được. Ôi, chứ ơi. Đúng rồi, than là được. Ôi, một cái mod nào đó. Có cái này. Anh Thanh nó thấy nó nói là cannot find một cái gì đó. Có. Cái âm thanh gì. Não đang hồi. Mùa đen bị âm thanh vậy đúng không? Ừ. Giờ mấy con mất. Đây. Giết mấy con này đi. Đây, tôi đây. Ê, ơi, bóng ma nó đánh tôi. À. Ê, cái bóng ma này chạy nhanh lắm. Cho tôi vô nhà đi. Chạy vô nhà đi không? Trời ơi. Giờ sao giờ? Cô đâu nghĩ mà mình nên ra khỏi đây đó, mình về nhà đi. Về nhà cái đã. Tôi đừng có về nhà, cho tôi vô nhà một cái nữa đi. Lip mẹ hơn, đóng cửa lại. À. Cái ghê mà trời, mấy con này là hình như là... Tôi muốn vô hồi não. Tôi sợ lắm rồi, tôi sợ mất ý thức lắm rồi. Không có hồi não vậy. Phải ra ngoài, trong cái nhà này mình đang bị ấy á, mình đang bị ngợp á. Ra ngoài đi mọi người, ra ngoài đi. Ra đây. Mình có thể tạo ra một cái gì đó có ánh sáng cơ mà. Đấy. Ô, đây nè Kisa ơi, Kisa, vô đây em. Vô đây. 5, 6, 7, 8. Hoa thứ 8 nữa nè mọi người. Nhiều hoa thứ 8. Đi Khanh. Ui. Nhiều con lắm. Ê, Kuro ơi. Hả? Kuro, nhìn nè. Đây nè. Thôi, đi này. Chạy. Chạy ngược lại. Ôi. Chết rồi. Có gì đánh tôi. Đi hoa thứ 8 đi. Hoa 8 mà giọt đi. Không ở đây nữa đâu. Ở đây nguy hiểm quá à. Cái nhà hoang này. Cô đồ không thấy gì hết. Để em thử chế tạo nha. À tôi thấy nó nè. Chém đi không. Nó đang poker tôi rồi. Hình như chỉ có người người bị ảo giác mới có thể tấn công được nó hay sao ấy. Đúng rồi. Để hoa vòng quanh đúng không? Đúng rồi. Tạo ra được. Khanh ơi.
Ê, có hoa thứ 8 này hả? Đó đâu vậy? Cái gì xảy ra hết? Hay là mình cần 8 loại hoa của Minecraft Vanilla ta? Cái đó khó lắm, tìm khi nào ra hết 8 loại hoa đây. Ê, bên này có một cái căn cứ nhỏ này hả? Tình hình là không kiếm được. Ê, có một cái tầng hầm. Ồ, xuống cầu thang nhanh phết. Đi bên đó sao? Dưới này là một cái trại nghiên cứu. Cái bí ngô vậy nè. Bí ngô bơm kinh vậy nè. Ồ. Đó là một cái đèn lồng này. Ôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê! Gì đó nè? Em đập cái ra con đó. Ôi! Hết cứu rồi, hết cứu rồi, hết cứu rồi. Kỵ sĩ bóng tối. Kỵ sĩ bóng tối. Ủa cái gì vậy? Cứu đâu ơi! Sao vậy? Oh no. Ây dồi ơi! Thôi rồi. Sao rồi? Có chuyện gì bên đó đây? Chết rồi, Kuro lạc đường rồi. Chết rồi, không thấy gì hết, không thấy gì hết, không thấy gì hết, không thấy gì hết. Ở đây có... bên này có rất là nhiều những cái liều chạy này. Đợi Kuro. Nhưng mà tại sao ở đây có nhiều cái bí ngô thế? Bên này nhiều công trình lắm nè anh ơi. Thân thiện chưa chưa, nhưng mà tự nhiên Kuro chết rồi. Đằng kia có kỵ sĩ gì đó. Oh! Kỵ sĩ bóng tối hả? Kỵ sĩ Bunkin. Kỵ sĩ Bunkin. Kỵ sĩ bí ngô. Hiệp sĩ bí ngô. Ok. Cô đồ qua lấy đồ của cô lại đây. Trời ơi là trời. Thinh. Thôi một mình đợi cô đúng được rồi. Thôi. Đời. Cô đồ đang bị cái con gì được nè. Cái con mà bữa hổm Khanh trêu chọc nó đó. Nó kêu nó không tấn công đây. Chạy đi. Cô đồ đến rồi. Ôi. Tự nhiên chết ăn uổng dưới trời, không hiểu luôn. Đây rồi. Cái gì? Em bị hướng hoang tưởng. Hướng hoang tưởng. Ok. Đây là loại hoa mình có rồi. Ok. Không biết là cái điều này có thực sự xảy ra không nha. Tại nếu như mà nó không xảy ra là mình bắt đền mấy bạn đấy. Ê! Chắc là không rồi. Con Herora nè. Nhìn qua đây kia xa. Ôi! Sao nó nhìn em, sao nó tới đây lên? Anh không biết nữa. Hết hồn. Ê, sao lưng anh kìa. Chạy đi. Ôi, có hả? Đứng lại được. Ơi! Sao nó dai vậy? Nó còn rượt luôn hả? Nó còn rượt luôn. Nó còn rượt luôn à. Ơ nó còn rượt kìa Khánh ơi. Trời ơi. Nó còn rượt. Biến mất rồi. Ơi cái tượng đạo nghe kinh dị ha. Có rương. Kuro có đèn pin nè. Đèn soi xuống dưới nè. Đâu soi qua chỗ thôi đi. Kuro đang soi đây. Nhìn thấy có một con gì. Con gì á? Một con husky. Bây giờ anh bắn cho nó một cái là nó điên á. Đợi tôi. Đợi tôi. Đúng rồi, trong bóng tôi không thấy gì luôn. Soi đèn nó thấy nè. Ê. Ủa? Gì vậy? Mất tiêu rồi. Gì trời. Ủa có sắt này mọi người. Cái này là khối luôn chứ không phải là một mảnh nữa. 2 3 4 5 nhiều 6, nhiều lắm 7, nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm là 7 nhân 9 nhiều lắm mấy sắc là nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm. Người khổng lồ, khổng lồ đây, người khổng lồ đây. Trời ơi, người khổng lồ, người khổng lồ. Nó mà vả tôi một phát chắc tôi bay tới The Valley luôn ấy. Người khổng lồ nè, người khổng lồ nè. Có con gì vậy? Ê có nhiều con mắt lắm. Có con mắt màu đỏ nè. Nó có hiện tượng gì?
Hello. Ồ, okay, nó biến mất rồi. Quay, có cái gì đó đang đuổi theo mình. Cho tôi lên. Lên 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 ông ơi. Lên. Ôi, ôi. Lên. Cô có một tim mà. Sống sót gì nữa. Bóc quả lóc lên trên đi, bóc quả lóc lên trên. Tôi đi đường xa lắm. Bóc quả lóc lên trên đi ông. Dục cái đèn đi, Bly. Chịu, chịu rồi đó. Tôi chịu rồi đấy. Ê, có cái chát của bích sắt nè. Mắt em thấy gì vậy? Đây cái đèn này, cái đèn nè. Hả? Thôi, ê đứng cầm lên nha, khanh văn á. Hình như em cầm không sao thì phải, không sao, em cầm đi, em cầm đi. Ủa, đèn này xôi xa lắm anh ơi. Xôi xa lắm. Em thử xôi vô khanh rồi. Cái này... Ôi, lên lên lên. Cho lại đánh nhau đây này. À. Chạy đi. Tôi không ở chung mọi người nữa đâu. Tôi có làm gì đâu. Được rồi. Anh đã không tin được. Ôi, rồi bỏ. Đừng anh ơi, em mới mua được cái đèn trên TikTok sáng lắm. Tự nhiên đi quýnh gớt xuống vậy đó. Thường nó là lần quýnh đâu. Ơ vậy? Lên đi, đừng cứ ra gió nữa. Lên đi, ông già bay lên dưới. Con này hình như, ông già hình như là con này nó gơi ra vật phẩm gì nè. Có cái cây gì đó cắm trên lưng đấy. Thì để sáng mai mình giết nó cũng được mà, lên là. Sáng mai nó sẽ biến mất. Đúng không? Biến mất. Sao lưng soi được rồi. Một cái đôi xong được vậy? Khó chịu vậy? Rò luôn, hết soi luôn. Luôn ơi, luôn. Hai người văn không? Dẹp cái đèn đó đây. Trời. Chết khanh rồi. Cách để đuổi mọi người đi. À đây rồi. 4 loại hoa chứ không phải là 6 loại hoa. Mấy? Đây nè. Đâu? Cái đèn nó cầm nè. Ủa? Bao nhiêu loại? Có 4 cây hoa thôi, nhưng mà đeo vô sao ta? Ủa, vậy ai? Ai nói 8 loại hoa đấy? Còn lâu. Đùa với chúng tôi à, trời ơi. Phải không? Phải cái này không? Cái này hả? Này cầm lên coi. Nè. Có cái tập màu hoa đấy. Right to em wood á. Mình đeo vô sao? Cầm tay trái à? How to đeo? Ê! Ủa, em đeo trên đầu nè. À, đeo đầu được. Trả cho anh, em có hoa rồi mà đúng không? Em tự chế tạo đi. Ê, tăng nào. Em dùng hết hoa rồi. Ê! À, cho tôi hai cây hoa, cho hai cây hoa. Ok, ok, đâu, ok. Tăng não đâu. Tăng não, não đang đi lên mà. Não nó đang cắm đầu xuống nè. Ủa sao não anh đi lên? Chắc là em bị mấy con kia target rồi. Em tích cực lên, em bị over thinking rồi đó. Anh thích over thinking không? Ôi, ôi, ôi. Hero Prime mới teleport qua chỗ anh. Ủa là tăng não dữ chưa? Tăng não dữ chưa ta? Đang tăng mà. Không phải tăng luôn á. Không biết là cái này đúng cái vòng của nó không ta. Hình như không phải hay sao ấy. Không nghĩ là không phải. Phải rồi. Cái vòng khác rồi. Qua đây Khanh. Lẹ lên, trời sáng thì mình đi lẹ đi. Đứng đó đến khi trời tối mới đi được là đứng trên đây tiếp nữa. Sao não cứ... Mấy đêm rồi đó. Cứ tuột ta. Em tích cực lên, em đừng có bị overthinking là em sẽ được tăng não thôi. Đây nè, có cái gì đây nè. Ok. Ồ, ê, cái này cái rương gì nè. Hình như mình còn phải bỏ gì cho nó là sao á. Cái gì vậy? Đập đi. Mình hiến tế hả? Có cần bỏ cái gì vô á? Cái gì á? Nó là cái hiến tế hay sao á? Đừng có đập mà. Ôi, xương nè. À. Ôi. Mình hiến tế xương vô hả? U. Ơ cái gì nè? Ôi. Ơ? Nó rơi ra xương lại nè. Thế ghê trời. Tôi có một phần của cánh tay. Ô oh. Cánh tay. Ê, hay là nó, cái này nó chịu hồi ra được cái gì đó. Ê, đập bể ra xương nè. Bể ra xương mà. Chấm hỏi. Nhưng mà cái quan trọng, ê, mình cho xương vào đây thử coi. Đập ra thử có cái gì không? Ơ, đừng đập. Em biết rồi, em biết rồi. Hả? Cái này lấy cái khối xương cho vào. Khối xương. Đúng à. Rồi. Này chỉ là tạo vật trang trí thôi. Ồ.
À, tưởng cái gì? Đây. Tưởng cái gì chứ? Quái vật. Một cái bình gì đây? Ê. U. Cứ bị xuống não vậy. Con ma nó gượt tôi rồi. Não mà tuột càng thấp là cái con cái. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Cái gì đây? Ê, ê, mọi người ơi. Mọi người, mọi người, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Cái gì vậy? Nó đâu rồi? Mất chưa, mất chưa, mất chưa, mất chưa. Nó mất rồi, nó mất rồi. Ok, ok, ok. Ê, não càng ngày càng tuột. Ê, cái làng này, vô đứt cái làng này mọi người ơi. Cái làng này được á. Có cái rừng. Ồ, có cái cốc. Vô làng thôi. Ê, cô rô, chìm cái đây rồi. Cô. Cô rô đâu? Thấy rồi. Đang tới. Đang tới. À, cứu tôi. Tôi bị chìm dưới đây rồi. Ê. Ngôi nhà này bị chìm hay sao á? Ê, ê, ở dưới này có ngôi nhà mà. Đúng. Đây, đường đập ngôi nhà đó mà. Bánh kem, ăn thôi. Mọi người, ai. Rồi tôi bị chìm tới đâu luôn rồi. Bánh mì nè. Khoai tây nè. Có hai cái giường như này đó nha. Ai cứu tôi. Mình chuyển qua đây đi. Ừ, mình chuyển qua đây mình ở được không? Chuyển qua đây luôn hả? Có hạt giống luôn nè. Khanh đang ở đâu rồi? Toàn là những quái vật như thế này được. Ôi, có gì đây? Giờ đây coi con gì nè. Đây coi con gì nè. Ô. Ở dưới này chúng ta sẽ ở mở được một căn nhà đi. Ở sẽ rộng rãi hơn. Nghe thích á. À. Ừ gì vậy? Ừ cái vòng hoa rồi. Ê, ăn súp củ dền thử coi. Ồ, súp củ dền. Ơi, còn dân làng nha, còn dân làng nha. Cái tiếng mở cửa nè. Còn người dân tại đây á. Còn luôn. Có nuôi heo, nuôi bò nè. Ê, mình chuyển đến đây ở là hợp lý luôn á chứ. Dân làng nhiều lắm, rộng rãi lắm luôn á. Trồng trọt thôi. Có thức ăn nè. Dân làng nhiều lắm luôn. Nuôi bò nè. Ê, qua đây mọi người coi nè. Bên này, bên này. I coming. Mình thấy gì không? Em thấy con gì? Em tìm thấy con gì đó. Khổng lồ. Con gì? Con gì đó chìm trong tuyết. Hay không? Chìm trong tuyết. Ê, con người tuyết này có hai đầu nhá. Hai đầu. Nó nhìn hai bên luôn á. Ôi, chết rồi. Ê, Khanh, Kuro chở con nhanh này nha, con Khanh. Chết hả? Rồi mọi người ơi. Kuro chở okay. Con đây nè, con nhà bên đây nè. Qua đây, qua đây. Con nhà bên này. Không, bên này nè, qua đây. Nhà bên đây đẹp hơn. Bên đây đẹp hơn. Tôi đang loot thức ăn. Bên đây còn có cả golem nữa. Qua đây an toàn hơn nè. Mọi người ơi, chết em rồi. Golem luôn á. Ờ, có golem bên này nè. Chết em rồi. Em ảo tưởng hả? Em mới đây. Thấy trên ngôi nhà này nè. Nhà. Trên ngôi nhà. Nhà đẹp nè. Tại sao? Tôi bị lúng nữa rồi. Ở bên đây nè Khanh. Tôi đang lên. Nhà này tha hồ ở luôn á. Mọi người ở chung với nhau được luôn nè. Rộng rãi lắm. 2-3 tầng luôn. Nhiều giường, 3-4 giường luôn. Có tủ quần áo nữa. Thấy rồi. Đang qua. Nhiều đồ lắm. Nhiều đồ của ma cà rồng cực. Kiểu một trong hai căn nhà này Khanh chọn căn nhà nào? Căn nhà này đẹp quá, tôi lấy căn nhà này. Ê, căn này có sắc luôn mà. Mang về luôn. Còn Khanh còn Biki xa. Nhà có lầu này. Lầu có gì không? Em đi chôm đồ có ông thợ săn ma cà rồng. Ôi, nhà là 3 lầu rồi Khanh ơi. Ôi, ê, 3 người ở được luôn ấy. 3 lầu luôn. Mà thấy nhưng mà tập sau mình cần phải dọn đồ qua đây đã. Đúng rồi. Chứ không phải là xa lắm. Xa nhà lắm. Mình còn đồ gì đâu. Nhà còn nhiều đổi đồ nhiều sắc nấm đó mà. Nhiều vật phẩm lắm. Mình làm lại từ đầu đi. Không. Ok. Cô lem nè. Trong tròn nè. Gần đây luôn, tiện lợi không? Quá đẹp luôn ấy. Trong hai căn nhà này mình sẽ ở một căn đó.
bên này thì tôi thấy bên này không ổn lắm, bên này nhỏ quá. Bên này 3 tầng luôn, bên này 3 tầng luôn. Nó có một cuốn sách gì đó. Có một anh golem ở đây cũng an toàn cho mình đó. Có cái não của ai mà phục hồi 100% chưa? Chưa luôn. Anh thấy là nó đeo cái dòng này vô nó không có tăng gì trơn á. Em cứ thấy nó càng ngày càng tuột xong rồi nó cứ ở giữa. Đó, tạm thời Kuro sẽ cất đồ chỗ này nhá. Đây bộ tay tò nè. Kuro ơi, anh xem nào. Đăng ký cho Kuro đi. Trời ơi, cuốn sách này. Khanh ơi là Khanh. Let's go. Tại sao không đăng ký cho Kisa MC và Bixxuck 85 mà là Kuro MC vậy? Tại vì nó, tại vì người đọc nó mới hiện ra chữ đó thôi. Ai ờ đúng rồi. Ai cầm cuốn đó là nó sẽ có chữ tên của người đó. Không, kìa ra, lộn, Bixxuck. Hả? Qua đây. Cái này có cái hang khổng lồ nè. Căn nhà này đối với Kuro đẹp nhất nè, căn này nè. Đâu? Đây, chỗ này nè. Đây là căn đẹp nhất rồi, không cần phải nói gì nữa. Ừ. Nè, có ghế ngồi. Đây, đi vô, qua đây, lên, vô luôn. Rồi chắc chưa? Nhìn bên này này, một ngôi nhà cực kỳ khổng lồ như là một cái cung điện ấy. Nhìn nghe ghê vậy. Đúng rồi. Bên này. Nhìn dưới đây này. Cái sao ơi? Cung điện dưới chưa? Nè, tôi có dưới này. Ê. Đây, mọi người. Đâu, cung điện đâu ơi. Nè, tranh thủ đi ngủ. Anh cầm ngủ. Cái gì chọt vô đầu em rồi, chọt vô mắt em ơi. Anh có chọt gì vô đâu. Đi ngủ mọi người. Đi ngủ. Mấy giường vậy? Ba giường. Ok, ngủ. Có nhà nhưng mà mình ngủ bụi. Đi. Ê, ngủ xong hồi não. Đúng rồi, hồi não mà. Vậy là mình thức khuya, mình bị stress ấy. Đâu cũng đi chứ, đâu có nhà giống nhà đó mà. Không, nó to lắm. Không khác gì hết trơn á. Mấy nhà y chang nhau á Khanh ơi. Ủa. Ê, khác thiệt nha, có nhà bếp thôi. Ôi, có thì to lắm nè. Nhà bếp. Ui. Nó là nhà bếp chứ không phải là gì hết. Ở đây có người bán thức ăn này. Ê, trong này có đồ ăn nhiều lắm. Đâu, chẹt lửa lên. Trời ơi. Đá lửa không? Không có đá lửa. Đá lửa này. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, nhà cũng là nhà. Ai vô đi chắc chứng nhà nha, nhanh chưa? Vậy. Hả? Hả? Nhà của anh đúng không? À, không có nói gì đâu. Ngôi nhà này tôi phát hiện ra trước mà. Ê, cái này là nhà hàng cơ mà. Vô nhà hàng à, nhiều dân làng lắm. Vô nhà hàng của rồi. Nhưng mà điều đó, ê, lắc thế. Ê, có tầng 2 luôn hả? Cô đông để ý. Tầng 3 luôn. Ê, là như nhà hàng vậy. Ê, nhưng mà trong đó có dân làng nha. Ê, mình ra đây, ui. Holy shit. Đẹp quá. Cái khu đi mai đúng ngon luôn á. Khu này quá đẹp luôn. Chạy đi mọi người ơi, chạy đi. Sao chạy? Giỡn á. Ai khu này đi mai ngon nè. Ngon lắm. Có tơ nhện nữa. Ngon lắm. Tớ làm gì đấy? Khu này không biết làm gì nữa. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là sao trong nhà lại có hai cái lều. Nó bán vàng hoặc là trang sức hay là cái gì đó. Tối ngày hôm nay. Ê! Đừng thay ma, xin lỗi. Trên này có rất là nhiều sách. Chào cháu, cháu đâu vậy cháu? Ồ. Cảm ơn cháu đã giúp chú trộm ngôi nhà này nha. Chắc thật là tốt bụng. Ok, cô rùa nghĩ là... Chào cháu. Ok. Chạy luôn rồi. Chào cháu. Cho mình chào cháu đi, cháu đâu rồi? Ái thật chứ. Ồ, chào cháu. Ôi, cháu có thịt.
thích hai nhạc ơi, thích dân làng. Ủa cháu con rồi luôn, Kuro lại đi qua bên bathroom rồi. Ôi đào cục ra tiên đầu tiên ra đá lửa luôn. Mình trời thấy có cái cây gì đó có màu xanh dương này, đẹp quá. Nhưng mà sao Kuro lại bên này vậy? Kuro bị gơi ở đâu ấy? Trời ơi, cứu Kuro ơi. Đây là khoảng khắc tuyệt vời nhất. Tuyệt vời. Chết rồi. Yeah. Lô. Sợ quá, cho nên mình sợ luôn á. Có người đi chung đê được không? Không sao đâu, sẽ có vài con. Ôi ơi. Nó nhảy vào màn hình. Giống như là cái con dài dài hôm bữa ấy. Vui lắm. Tay chân dài ngoằng ấy. Đồ ăn nhảy vô người. Đâu em đâu rồi? Tuyệt quá. Cô đâu muốn về nhà lúc, trong lúc mà mình đang chiêu nướng đồ ăn như thế này, BBQ như thế này, thì có người ở bên kia thế giới người ta vẫn đang đây, sợ đây. Cho anh này. Đâu? Cho anh này. Ô. Bây giờ mình nhiều thế. Nướng khoai. Khoai tây lắc. Thịt heo. Anh có khoai tây nè. Ôi. Con người bên kia đây, kể con người bên kia đi. Chúng ta bên này rất là chiêu. Ăn rất ngon. Đồ ăn rất là nhiều. Họ nói chứ mình đi cứu Kuro đi. Nhưng mà làm sao để biết là bathroom nó nằm ở chỗ nào ta? Sao mình xui vậy, đi đại cũng lọt chết rồi nữa. Đời thì nó đen đuổi vậy chơi. Bây giờ mình đi đại thử coi có rơi vào trong đó không? Làm sao mà rơi vào được? Tỷ lệ là 1%. Không phải 1% mà là 0000% luôn. Uầy. Mình đứng ở trong buổi tiệc BBQ này, não của mình không bao giờ hết. Ồ, tăng á. Một đống lửa chạy luôn. Làm sao để vào the bathroom được nhờ? Okay. Cho anh vô với. Này, cho anh khoai tây nè. Đây, anh vẫn còn nhiều khoai tây lắm. Ủa, làm sao để biết mà khoai tây chín rồi? Trông nó đáng sợ mọi người ơi. Trông thiệt là vui các bạn ơi. Rất là chill. Mọi chuyện như thế nào rồi? No way. Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình đi được ăn thịt thỏ này các bạn. Wow, thỏ đây là thỏ được lấy từ núi tuyết nhá. Nó sẽ rất là thơm ngon đấy. Đâu? Đấy. Em mới cho anh mấy con thỏ mà em muốn ăn hả? Nè. Em chưa đói. Ơ mà khoan, cái bàn chân của em đâu rồi? Ơ? Tại vì em là ma cà rồng. Em lơ lửng trên không trung à. Tại vì em là ma cà rồng mà. Chắc Kuro rồi, sao lại ở bên này chứ? Kuro tìm một cái cánh cửa đi Kuro. Đem đi tìm mà chết lên nè. Cứ chạy thôi, cứ chạy thôi. Thật là đáng sợ. Thì sao rồi? Hả? Cái gì đây nè? Ôi, nó biến mất rồi. Ăn ở thì sao, cứ số ngày cứ gớt xuống đồ bít gùm bây giờ. Cái giò em đâu ta? Nào, thử bây giờ mình đi đại coi có bị rơi xuống đồ bít gùm không? Xui lắm mới vô đây này á. Sao mà rơi được? Xui lắm luôn á. Nhưng làng này bị sao đây? Sao nó lượm em kìa? Em có làm gì nó giận không? Mày. Em có làm gì nó giận không? Tôi xin lỗi các bạn, người ta không làm gì hết. Đây. Ơ, con nhân làng này bị sao đấy? Ok, ok. Cô rơi về đây, let's go. Rồi. Ơi, ơi. Qua đây nào. Nè. Con nhân làng này bị sao đây á? Trên dưới nè, ở trên hai dưới vậy? Trên hai dưới vậy? Thỏ không, thỏ không? Mọi người đang đâu? Ở trên núi hay dưới núi vậy?
Nó ở dưới núi, cái ngôi nhà mà mình chọn ấy. Ok ok. Rồi, tao xin lỗi. Nhưng là Herodrine hả? Đúng rồi. Lỗi, tao vô tao nướng thịt tiếp đây. Ê, nó nhìn xung quanh. Nó nhìn em á, em chạy đâu nhìn em á. Khanh ra chụp hình chụp ông này cái. Ok, đẹp luôn. Tôi có máy chụp luôn. Đẹp. Cho Khanh nè, Khanh đâu rồi? Đây, I'm here. Này, cô. Đi đã bắt rơm về cũng có quà nữa ha. Có chứ, có xa nè. Cái xa. Ồ. Đi đã bắt rơm về mang nước dừa cô có nết về. Hay à, hay. Ngon quá. Nước dừa ngon không? Ê, nó tăng não luôn ấy. Tăng não mà. Tuyệt vời. Uống chạy nhanh nữa chứ, cũng ngon. Ừ. Ok, cô đâu nghĩ tập ngày hôm nay được rồi mọi người ơi. Tập sau chúng ta chuyển nhà đi. Ok. Ăn uống xong vứt rác bừa bãi. Chứ có thể là Khanh thôi. À. Vậy mà video mới người ta nói là môi trường sống xung quanh chúng ta phải cẩn thận, không nên vứt rác bừa bãi. Nhưng mà ở cái môi trường này, cái môi trường này là vứt đại đúng không? Ôi, ôi, cô giao lạng nó quýnh kia xa. Trời ơi, nó đứng lượm em xong rồi nó chí em nè. Em có làm gì có lỗi với nó không? Không, này cho ông cái tơ là nó gượt em kìa. Trời ơi. Gì vậy? Cô giao lạng này em có làm gì có lỗi với nó không? Không. Em xin lỗi nó đi. Xin lỗi mà. Nè, qua tay nè. Tự nhiên ở đây có ba người, không nó không có lừa ai mà nó lừa mỗi em mà. Đánh nó đi anh ơi, đánh nó được á. Đây. Rồi. Mày đã bị nhốt. Hi. Mày. Hay quá. Ơ à, có điểm xấu. Ê, cô có điểm xấu nha. 20 phút lận vô làng là nó chịu hồi cái kia ra đấy. Điểm là xấu giết, là anh giết nó được điểm xấu. Đúng rồi. Thử không? Thôi để tập sau đi, tập này hôm nay được. Để tập sau đi, bây giờ mình đi ngủ rồi vừa đấy. Nhưng mà tôi chỉ mang có một cái giường. Ok. Giường em đâu kia xa? Tôi bị kẹt rồi. Ok, được rồi mọi người ơi. Tập sau chúng ta sẽ chuyển nhà rồi sau đó chúng ta như cư vào nơi khác sống rồi. Nơi này là một nơi đáng sống. Làm gì vậy?